Tháng 12 năm 1939, chi bộ đảng đầu tiên tại tỉnh Sơn La đã được thành lập tại nhà tù Sơn La. Đây là nơi thực dân Pháp dựng lên, hòng tiêu diệt những người con yêu nước bị đày ải về đây. Suốt chặng đường hơn 80 năm đi theo ngọn cờ vẻ vang của đảng, Đảng bộ nhân dân các dân tộc Sơn La đã đoàn kết một lòng cùng với cả nước lập nên những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hành trình 82 năm của Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ được tái hiện trong series phóng sự Đảng bộ tỉnh Sơn La dấu ấn những hành trình. Sau 10 năm khôi phục, cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 1954-1965, Sơn La đã có một bước tiến dài từ một nền kinh tế nông nghiệp phân tán rất nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một địa phương có nền kinh tế bước đầu phát triển. Mạng lưới giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, in ấn. Đời sống vật chất tinh thần, văn hóa, giáo dục đều có bước tiến quan trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Sơn La góp phần cùng với các tỉnh miền Bắc trở thành chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam ruột thịt. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, tỉnh Sơn La được tái lập theo nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 2. Ngày 24 tháng 12 năm 1962, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định số 683 chỉ định Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hoàng Nó làm bí thư tỉnh ủy. Từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 năm 1963, Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 tại thị xã Sơn La với 147 đại biểu, thay mặt cho trên 7.000 đảng viên trong đảng bộ về dự đại hội. Đại hội quyết định 5 nhiệm vụ lớn trong 3 năm 1963-1965. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tháng 5 năm 1965, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 16 chuyển hướng công tác tổ chức trong tình hình nhiệm vụ mới với 6 yêu cầu phương hướng và biện pháp cụ thể là xác định rõ vị trí và nhiệm vụ của tỉnh ta với yêu cầu sản xuất, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, kiện toàn và tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng với yêu cầu của nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, kiện toàn và tăng cường các cơ quan chính quyền, tăng cường và chỉ đạo các tổ chức quần chúng, tăng cường công tác bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, chuyển hướng mạnh mẽ lề lối làm việc. Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh việc coi trọng, kết hợp động viên và bồi dưỡng sức dân, đảm bảo công tác lưu thông, phân phối thời chiến, tăng cường chăm lo và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, hướng dẫn nhân dân tổ chức đời sống ổn định trong hoàn cảnh chiến tranh với tinh thần dựa vào sức mình là chính. Với ý chí quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, quân và dân đã tổ chức chiến đấu sáng tạo, anh dũng, giành thắng lợi ngay từ những trận đầu, đấu tranh bẻ gãy mọi âm mưu gây phỉ, gián điệp biệt kích của địch và âm mưu bạo loạn, bảo vệ vững chắc hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Hình ảnh người phụ nữ Yên Châu dùng súng trường bắn máy bay Mỹ đã đi vào thơ ca và biểu tượng cao đẹp minh chứng cho sự anh dũng của nhân dân các dân tộc Sơn La. Khảo dân quân, bắt đầu khảo dân quân là phụ Mỹ là ma móm, bên sớt móm là... Tôi vào dân quân khi ấy mới 16 tuổi, cũng là khi máy bay Mỹ ném bom cầu Tà Vài, nên chúng tôi tham gia vào đơn vị phòng không. Ban ngày thì đi làm nương, tối đến thì đi giúp bộ đội làm đường, đào hầm, kéo pháo vào trận địa. Mặc dù chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt, nhưng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa chủ động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất, góp phần chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Từ năm 1965 đến năm 1974, toàn tỉnh đã có 10.949 thanh niên nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc, bắt gọn 60 vụ biệt kích, thám báo. Tâm trạng hào hứng là được ra trận, được cống hiến, được đóng góp, được tham gia để đánh giặc, bảo vệ đất nước. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người thanh niên lúc bấy giờ là mang cái trách nhiệm và vinh dự của tuổi trẻ.
Bộ Công an khu Tây Bắc tiến hành thẩm tra những cái lời khai đó của địch và đã xác định rằng chúng khai là thực tế, là đúng. Thế thì từ cái lời khai ấy và cái xác định của ta đấy, thì ta mới thành lập chuyên án gián chống gián điệp biệt kích. Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 10 năm 1969, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 tại Bản Sàng, xã Trưởng Ban, huyện Mai Sơn. Có 191 đại biểu dự đại hội. Đây là đại hội học và làm theo di chúc của Bác Hồ, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và phát triển mạnh mẽ về kinh tế địa phương. Trong giai đoạn này, tỉnh ủy Sơn La đã ra nghị quyết mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn tỉnh, thực hiện phương châm học, kiểm, sửa, xây, kết hợp phát động quần chúng và kiểm tra hành chính của nhà nước, kết hợp giáo dục và trừng trị. Cuộc vận động đã có tác dụng thiết thực, nâng cao tinh thần làm chủ của quần chúng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và đảng viên, đẩy lùi tệ tham ô và lợi dụng chính sách để tư lợi, ngăn chặn buôn lậu và móc ngoặc, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết và củng cố niềm tin của quần chúng, thúc đẩy phong trào lao động sản xuất. Quán triệt nghị quyết số 195 của Trung ương về công tác củng cố và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tỉnh ủy đã liên tục tổ chức các đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, hướng dẫn các cơ sở Đảng và đảng viên đi vào hành động cách mạng cụ thể, thực sự phát huy vai trò tiên phong của mình. Cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ bốn tốt gắn với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên được tiến hành liên tục. Năm 1975, số chi bộ đảng bộ cơ sở đạt 4 tốt và khá chiếm trên 76%, đảng viên 4 tốt và khá chiếm trên 79%. Công tác phát triển đảng viên mới tiến hành tốt. Từ năm 1970 đến năm 1975, đảng bộ đã kết nạp được 1.000 đảng viên mới. Toàn tỉnh có 77 trên 124 xã có đảng bộ, các xã đều có chi bộ cơ sở. Tất cả các cơ quan đơn vị thuộc khu vực nhà nước đều có chi bộ và đảng bộ cơ sở. Cuộc vận động xây dựng chính quyền giỏi toàn diện và các cuộc vận động thường xuyên trong từng ngành, từng giới đã từng bước nâng cao năng lực và cải tiến phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Công tác cán bộ bước đầu đã đi vào quy hoạch, việc bồi dưỡng và đào tạo cán bộ được coi trọng. Trên 80% số tỉnh ủy viên đã học văn hóa hoặc lý luận tập trung. Công tác sắp xếp, điều động, đề bạt cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được tích cực tiến hành. Gần 100 cán bộ tăng cường cho miền Nam, trên 100 cán bộ tăng cường cho huyện, đề bạt hàng trăm cán bộ lãnh đạo và quản lý để kiện toàn các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện. Đội ngũ cán bộ các dân tộc ít người trưởng thành một bước. Tính đến năm 1975, chiếm 63% trong tỉnh ủy và huyện ủy, thị ủy, trên 85% trong ủy ban hành chính của tỉnh và huyện thị. Trình độ quản lý kinh tế và khoa học kỹ thuật của đội ngũ cán bộ được nâng cao. Số cán bộ trung cấp và đại học có 12%, số cán bộ sơ cấp có trên 32% trong tổng số cán bộ. Cán bộ công nhân viên chức nữ chiếm trên 40% tổng số cán bộ. Tôi là người bé gái được đi học, được cấp sách đến trường đầu tiên. Từ ngày được đi học đó, tôi đã ngầm ước mơ là sau này mình sẽ trở thành cô giáo. Sau khi học 4 tháng ra trường, thì đầu tiên tôi được cử đi dạy ở trường phổ thông trường Sốp Cộp. Vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, quyết liệt, giai đoạn 1954-1975, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo và tổ chức nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, vừa xây dựng cải tạo kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, vừa đấu tranh chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975. Một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La bước sang thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, tạo nên những đổi thay kỳ diệu trên vùng đất khó.